Được ví như mảnh ngọc bích bên bờ sông Hậu là điểm sáng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mảnh đất Cần Thơ gạo trắng nước trong là nơi vươn mình phát triển của nhiều doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Trong đó có công ty liên doanh bộ quốc tế Intermix với thương hiệu Mikko Hương Xưa, mà tiền thân là công ty Đại Phong, một cơ sở sản xuất bánh mì bánh ngọt nổi tiếng vào những năm 1954. Intermix là sự kết hợp giữa công ty Đại Phong và các tập đoàn thực phẩm hàng đầu Nhật Bản là Showa Sanyo và Itochu. Sự hợp tác này đã đưa Intermix trở thành công ty sản xuất bột trộn sẵn đầu tiên tại Việt Nam. Với công nghệ và dây chuyền hiện đại, mang những sản phẩm chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Chúng tôi đã liên doanh với Intermix từ năm 2012 và chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để Intermix phát triển trong quá trình sản xuất. Intermix hiện tại đã xuất khẩu sản phẩm của mình sang 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Xuất phát từ niềm đam mê và tinh thần cống hiến cho nền ẩm thực Việt, ban lãnh đạo luôn chú trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm từ Nhật Bản và Việt Nam, công ty đã liên tục ra mắt dòng bột trộn sẵn phù hợp với sở thích và yêu cầu đa dạng của khách hàng. Từ đó, thương hiệu Mikko Hương Xưa phát triển mạnh mẽ và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều gia đình Việt Nam. Hiện tại thì bột sản phẩm như bột mình có hai cái mảng chính. Cái mảng thứ nhất là sử dụng cho những nhà máy công nghiệp để sản xuất bột tẩm thủy hải sản. Và cái mảng thứ hai là cái mảng bánh ngọt. Thì với cái mảng bánh ngọt, mỗi một cái loại sản phẩm như vậy thì mình có hơn 300 mã hàng khác nhau. Hiện nay, sản phẩm Mikko Hương Xưa đã có mặt hơn 30 nước trên thế giới. Không dừng lại ở đó, với khát vọng đưa nguyên liệu ẩm thực Việt vươn tầm quốc tế, công ty đã và đang tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và trải nghiệm ẩm thực, đón tiếp nhiều đoàn du khách quốc tế đến tham quan nhà máy tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm thấy thật là hạnh phúc khi mà nhận được sự đón tiếp nồng ấm. Việt Nam thì không trồng lúa mì nhưng mà Úc trồng rất là nhiều, nên có thể bổ trợ và hợp tác cùng với nhau. Nước Úc nó gần gũi Việt Nam và chất lượng lúa mì của Úc rất là tốt. Và tôi đã mời cái đoàn của Úc, đại diện của nông dân Úc về Việt Nam để kết hợp với Việt Nam sản xuất chất lượng lúa mì Úc. Đến nay, Mikko Hương Xưa vô cùng tự hào khi cạnh tranh với hầu hết các thương hiệu khác trên thế giới, góp phần đưa cái món ăn truyền thống Việt Nam giới thiệu với bạn bè Nam Châu.